Xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với Shop Kiên Trung Audio. Shop Kiên Trung có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung Audio mà chưa đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung nút like để các cái video test và báo giá sản phẩm như thế này đến được với nhiều các bác chơi audio trên toàn quốc. Shop Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và trong ngày hôm nay thì shop em rất vui mừng lại về được hai cái cặp loa của hãng Pioneer với cái model là Pioneer CS700. Đây là một trong những cái dòng loa cổ nghe hay, trưng bày rất là đẹp luôn. Nói về dòng loa Pioneer thì nó đã quá thân thuộc với tất cả anh các bác chơi audio tại Việt Nam. Và nói đến dòng loa của Pioneer với cái màng FB đặc trưng thì các bác cũng đã quá quen thuộc với các cái dòng như là Pioneer CS77A, 88A và 99A. Tuy nhiên thì hai cái cặp loa về ngày hôm nay nó có model là CS700, gồm một bát 30, màng giấy gân vải, màng có chữ màng FB các bác nhá, màng FB, và một cái chung cũng màng FB 14 cm, màng giấy gân vải và một cái chép kèn 6 lỗ. Loa thì có chiều cao là 67 cm, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 33 cm. Tất cả các cái loa với dòng đời cổ này đều là thùng gỗ lạng các bác nhá. Đặc biệt thì cái dòng CS700 này thì như các bác nhìn thấy ở đây, chúng ta có một cái mặt tiền rất là đẹp luôn, hoành tráng và đẹp luôn. Tất cả các mặt tiền của cái dòng CS700 này thì đều là có một cái phào kép các bác nhá. Phào kép rất là đẹp luôn. Đó. Loa thì có cái lưới cước các bác nhá. Đời này là lưới cước. Lưới cước thì hôm nay về được hai cặp lưới cước rất là đẹp luôn, không có rách, không có nổ các bác nhá, đều là đầy đủ tem mác. Lưới cước thì rất là đẹp luôn các bác ạ. Đời CS700 thì nó có E700 rồi CS700 rồi A700. Tuy nhiên thì ưa chuộng nhất và giá thành hợp lý nhất thì vẫn là CS700, với cái giá thành rất là hợp lý luôn các bác nhá. Hình thức đẹp, phào kép cho cái mặt tiền, toàn thân là gỗ lạng, góc cạnh rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn xem. Bác nào quan tâm những cái sản phẩm như thế này thì shop em sẽ chụp ảnh chi tiết, vì cái không gian shop em thì nó không được rộng rãi lắm, cho nên là em không thể nào quay được hết cái phía đằng sau. Bác nào quan tâm lấy cái sản phẩm này thì shop em sẽ chụp ảnh chi tiết và gửi cho các bác. Gồm một bát 30 cm, màng FB, màng giấy gân vải rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn này, gân vải lụa mềm như luôn, tiếng rất là hay luôn. Có con chung cũng FB luôn, đấy, chép kèn rất là đẹp luôn. Loa đẹp xuất sắc, linh nguyên bản các bác nhá. Với những cái dòng loa như thế này thì cái giá thành của nó cực kỳ là hợp lý so với cả các cái dòng 77A, 88A. Củ loa thì nó hầu như là nó là giống nhau các bác nhá. Nó chỉ có khác nhau ở cái chép giấy và chép kèn. Với một cái giá thành chỉ có 12 triệu đồng cho một cặp loa như thế này thì các bác vừa nghe vừa trưng bày rất là đẹp. Với những dòng loa cổ như thế này của cái màng FB của Pioneer thì vẫn cứ tư vấn cho các bác và được rất nhiều các bác là đón nhận, đó là các bác cứ ghép vào các cái loại âm ly Sansui hoặc là Pioneer mà có radio hay là gọi là âm ly đài. Thì nói về Pioneer, loa Pioneer thì thường các bác ghép truyền thống thì sẽ ghép vào âm ly Sansui, và nếu là loa Sansui thì các bác lại ghép với là âm ly Pioneer. Và hiện tại hôm nay tại shop Kiên Trung thì shop em sẽ ghép vào một cái con âm ly của hãng Sansui, có cái model là Sansui 771. Đấy, trước mặt các bác là một em Sansui 771 liên nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Vỏ xì gỗ các bác nhá, vỏ xì gỗ, góc cạnh đẹp xuất sắc.
ruột gan 7 màu. Đó. Đài đài tần số là 108 ha, 108. Bắt được AM và FM rõ nét luôn. Với cái dòng âm ly của Sansui này rồi thì tiếng nó cực nét luôn các bác nhé. Tất cả núm nút đều đẹp, zin nguyên bản và đẹp xuất sắc. Với con âm ly 771 thì shop em cũng đang bán với giá là 12 triệu đồng. Vị chi là tổng cho một cái bộ combo này, cả loa cả âm ly chỉ có 24 triệu đồng, chỉ bằng một cái cặp loa Pioneer CS77A thôi các bác nhé. Mà chất của nó thì nghe không thua kém gì các bác. Cả bộ chỉ có bằng một cái cặp loa 77A thôi, mà nghe hay bày đẹp thì không thua kém gì 77A và 88A cả đâu các bác nhé. Tất cả với những tất cả sản phẩm này ấy, thì shop bên em thì luôn luôn cam kết hàng zin, hàng xịn và có bảo hành cho các bác. Mọi chi tiết mua bán thì mời các bác liên hệ trực tiếp với Kiên Trung Audio theo số điện thoại 0968 366 369. Các bác nào ở xa thì có thể liên hệ trực tiếp và kết bạn Zalo bên em sẽ chụp ảnh chi tiết gửi cho các bác. Các bác nào ở gần thì qua shop em tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Shop Kiên Trung bán hàng công khai giá, không mập mờ về giá, không mập mờ về tình trạng sản phẩm các bác nhé, và có bảo hành. Giá trên thì không bao gồm phí vận chuyển. Shop Kiên Trung thì giao hàng toàn quốc nhưng không bao ship. Giá trên là giá tại bán tại shop. Với những cặp loa như thế này, với sản phẩm như thế này thì các bác cứ đặt cọc cho shop em từ 1 đến 2 triệu đồng, shop em sẽ gửi hàng theo cái địa chỉ của các bác nhận hàng và được kiểm tra trước khi trả nốt tiền còn lại. Video của ngày hôm nay cho phép em xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa thì em xin cảm ơn và em xin báo giá lại cặp loa Pioneer CS 700 màng FB, bát 30 màng FB lưới cước, phào kép nhá, phào kép có giá là 12 triệu đồng, và con âm ly Sansui 771 có giá là 12 triệu đồng. Tổng vị chi là với một bộ combo như thế này thì shop em bán với giá là 24 triệu đồng. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây thì mời các bác thẩm âm một chút qua cái thể hiện của cái cặp loa Pioneer CS 700 với con âm ly Sansui 771. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời gian có quên gì.